chương trình sale là siêu siêu đại giá, quá là đã luôn các bác ơi. Trời ơi, một mã đang rất là chạy của dòng Himoki, đó là con Himoki 650 N. Em đã khui sẵn ruột pin cho các bác mình xem luôn rồi. Ôi chà, mạch pin 4 MOSFET dòng xả 80A, vô tải không ngắt. Bởi vì là các bác, nếu mà anh em mua hàng máy bu lông lực lớn đó, những dòng máy mài thì chắc chắn họ sẽ dùng những pin dòng xả ca. Rồi, con này cũng thế nhá, 650 N. Các bác có thể nhìn giúp em này, nguyên một bộ sản phẩm của nó luôn. Rồi, em mới quả pin này nữa nha. Một thân máy này, hai thổi pin 10 cell chân phổ thông sạc bàn hộp đựng. Đấy, em bỏ ra cho các bác mình xem luôn. Con này thì phải nói là bán rất chạy luôn, giá tầm này chưa một mã nào mà em thấy giá rẻ như thế. Mà ngày hôm nay chương trình tặng quà thêm lên đến cả vài trăm ngàn luôn. Hoan hỉ ngày 11 tháng 11 nha. Rồi, thứ nhất là một thân máy cho em. Con này lực của nó là 650 N, Himoki dòng đồ đặc nhá. Có cái đường cả là cái lớp cao su này bao bọc phía bên ngoài, nên khi các bác nhà em đi làm không sợ bị chảy sức máy nhá. Dòng này của nó này, chân pin phổ thông. Rồi, ở nhà nếu các bác chưa, các bác đã có pin chân phổ thông rồi thì cũng có thể tham khảo cái thân máy này. Còn nếu mà chưa có, lấy nguyên bộ cho em. Thực ra tầm này lấy nguyên bộ cho rẻ. Lấy nguyên bộ tầm này đang có chương trình sale rất rẻ luôn. Hai quả pin 10 cell chân phổ thông như thế này. 10 cell dung lượng của nó là 4A nhé. Mạch pin 4 MOSFET dòng xả lên đến là 80A cho em. Một cái khẩu 22, con bu lông nào cũng sẽ có nhé. Và một dây đeo cho em luôn, cộng thêm là cái hộp đựng. Hộp đựng để các bác đi làm công trình về, các bác đựng máy, đựng đồ. Trời ơi, quá trời luôn. Con này tốc 1 này, tốc 2, tốc thứ 3, tốc thứ 4 rồi em này. 4 cấp chỉ tốc độ. Dòng đồ đặc đây các bác, chuyên siết ốc cho em nha. Mở tất cả các thể loại ốc trên xe máy. Các bác mở cho ốc máy ô tô này, mở máy cầy, máy nổ cho em. Bình thường thì các bác chỉ tặng được tặng thêm là một đầu chuyển vít. Đây, chỉ giá 20 ngàn. Một đầu chuyển khoa thì giá 70 ngàn như thế này nha. Nhưng mà ngày hôm nay thì khác à. Trời ơi, một đầu chuyển vít này, một đầu chuyển khoan cho em. Để khi bác muốn bắn vít hay muốn khoan, ok lắp đầu chuyển đổ cho em. Và thứ hai tặng luôn cho bác một bộ con sâu vặn vị trí khó. Thứ ba luôn cho em này, quả này mới là ngon này. Thứ ba này là tặng luôn cho quý khách hàng bên em một thân đèn. Một thân đèn 2 cấp chỉnh tốc, thân đèn là 48W. Tốc 1 của nó tương ứng là 27W và tốc thứ 2 tương ứng là 48W cho em nhá. Đây. Tốc 1 này và tốc thứ 2 luôn cho em. Các bác nhà em gắn vô khối pin của Himoki. Pin 10 xe con này gắn vô là trời ơi sáng luôn, đèn luôn. Đây. Gắn vô cho em. Trời ơi, cực kỳ sáng luôn. Tốc 1 này. Đấy, tốc 1 tương ứng là 27W và tốc thứ 2 tương ứng là 48W cho em. Mua máy xếp bu lông, máy xếp ốc về vừa có máy xếp ốc, lại còn vừa có phụ kiện quá trời đồ luôn. Quà tặng ngày hôm nay đến cả vài trăm cành luôn các bác nha. Thân đèn đang bán lẻ là 200. Hôm ngày hôm nay nếu mà các bác gọi là các bác mua hàng, đã mua máy, đã mua gọi là pin rồi, cần một thân đèn, lấy cho em con thân này 48W, ngày hôm nay sale cho bác 180 ngàn. 180 ngàn bao phí ship luôn. Hoãn hỉ ngày 11 tháng 11 thôi các bác nha. Còn con bu lông, bu lông lực siết lớn 650 N, nguyên bộ nó đây thì chỉ có là 1.350.000. Thứ nhất cho em tặng một thân đèn 2 tốc độ, thân đèn 48W. Thứ hai tặng một đầu chuyển vít này và một đầu chuyển khoan này. Rồi, quà tặng quá trời đồ này. Và thứ ba tặng bộ con sâu. Đó, chương trình ngày 11 tháng 11 giá phải nói sale siêu đãi luôn. Và con này thì em đã có video test thử cho bác mình rất rồi. Anh em cùng em xem kiểu video test luôn nhá. Mở nó có khỏe như lời em nói, em giới thiệu không ạ? Con bu lông Himoki anh em nha. Em sẽ dùng khẩu 13 em bắn trên vít gỗ nhá. Tiếp theo em sử dụng khẩu 17 anh em nhé.
Đấy, đứt luôn rồi anh em nhé, đứt luôn rồi này. Xoay tròn này. Đấy, xoay tròn nhá. Đứt luôn anh em. Theo em dùng một con vít đầu 17, dài 15 phân anh em nhá. Bắn trên gỗ nhãn anh em nhé, con này đứt luôn này, đứt luôn này, vậy đấy, các bác thấy không, nó xoay tròn như vậy rồi, đứt luôn. Bây giờ em sẽ trực tiếp test cái khẩu bu lông 21 nhá, mở ốc bánh xe 7 chỗ cho anh em xem nào, phát một luôn anh em nhé. Đấy, quá đơn giản. Con thứ hai này rất là nhẹ nhàng luôn anh em nhé. Đấy, cực kỳ khỏe luôn. Đó, các bác thấy không? Quá khỏe, quá ngon và cực kỳ chất lượng. Giá ngày hôm nay quá là bèo. Em chưa thấy mã nào mà có chương trình sale siêu ưu đãi như con Himoki 650 New. Thực sự luôn, dòng đầu đặc mã lực 650. Giá này quá bèo, có 1.350.000 bao phí ship. Các bác sở hữu cho em là thứ nhất là một thân máy này. Thứ hai là hai quả pin 10 cell chân phổ thông. Pin của nó thì đó là pin mạch 4 MOSFET cho em các bác nhá. Mạch pin 4 MOSFET này. Đây nha các bác, mạch pin 4 MOSFET cho em như thế này luôn. Đây, dòng đầu đặc mạch 4 MOSFET, dòng xạ lên đến là 80A. Hai quả pin 10 cell 4A cho em luôn nhá. Và được tặng quà cho em thế nào? Ơi các bác cùng xem. Tặng quà cho em thứ nhất là một đầu chuyển vít. Để các bác muốn dòng đầu đặc, các bác muốn chuyển sang vít, đầu chuyển vít cho em. Thứ hai là đầu chuyển khoan. Đầu chuyển khoan để các bác nhà em muốn chuyển sang khoan tường, ok. Và thứ ba này, có tặng cho bác là một cái bộ con sâu vặn vị trí khó. Thứ tư, tặng một thân đèn 48W. Trời ơi, hai cấp chỉnh tốc nha các bác nha. Phải nói là quà tặng cực kỳ hời luôn khách hàng ơi. Mà giá có 1.350.000 thôi, bao phí vận chuyển tới tận nhà các bác rồi. Những cái khối pin này, khối pin dòng xả cao, trời ơi, mạch lớn phụ các bác mà chuyên siết ốc ép tải các kiểu, các bác có thể tham khảo luôn cho em. Dùng máy mài máy cắt dòng xả cao ok. Ngày hôm nay giá bao rẻ toàn thị trường luôn. Và một cái mã sản phẩm này phải nói là cực kỳ ngon luôn em ạ. Và đây nha các bác ơi, ngày hôm nay bên em về một lô máy mài pin, trời ơi, pin này. Pin là khối pin 15 cell luôn mà hai quả nha, hai quả pin 15 cell luôn. Rồi Himoki còn có báo pin, bản mạch anh em có thể nhìn giúp em luôn. Mới về hàng nhưng cam kết các bác luôn, giá bao rẻ luôn anh em ạ. Rồi 4 cấp chỉnh tốc độ luôn nha, tốc 1 này, tốc 4 này, tốc 3 này, tốc 2 này và tốc số 1 cho em. Các bác có thể tùy điều chỉnh phía nút nguồn màu vàng như này. Và con này thì cái chức năng gọi là chống bóp nhầm, cái thiết kế của cái công tắc của nó cực kỳ an toàn, yên tâm luôn. Bóng tua bóng tốc thì cực kỳ cao luôn nha. Rồi, rồi bóng tua cao nhất này, bật bóng tua cao nhất mà máy cũng khá là êm ái luôn các bác ạ. Lưỡi thì là lưỡi một tấc, anh em nhìn cho em cái bưởng nhôm nhá, và quấn đồng 100% luôn cho em. Mã máy con Himoki HMAG100B này, và vòng tua cao nhất là 8.500 vòng nha. Anh em có thể tham khảo xem giúp em mà nguyên một bộ của nó gồm những gì nhá. Đây, anh em có thể nhìn giúp em này. Thứ nhất này, sẽ là một cái thân máy này, một thân máy mài góc một tấc này, một khối pin 15 cell, lại thêm một khối pin 15 cell nữa là tổng là hai khối pin 15 cell luôn cho em nhá. Khối pin này thì em đã gọi là khui ruột thử cho bác nhà mình xem cái ruột bên trong của nó như thế nào luôn. Đặc biệt luôn. Con này một cell pin của nó này, đây. Anh em nhìn giúp em nhá. Một cell pin con này này, 2000mAh, rồi có báo pin, có báo pin cho em luôn nhá. Thì một khối pin như này tới tay các bác nhà em là pin 6A luôn, hai quả pin 6A. Rồi một sạc, sạc của Himoki nhá, sạc 1.8A của Himoki này. Rồi là có cả phụ kiện
Máy mài thì lúc nào cũng được tặng kèm luôn là dụng cụ chắn lưỡi, tay mở lưỡi và có cả tay cầm phụ, đầy đủ cho quý khách hàng luôn nhá. Mà chương trình sale ngày hôm nay phải nói nó cực kỳ bèo luôn, mới về hàng đây là sale giảm giá cho anh em nhà mình luôn. Thì Moki bảo hành cho anh em là 6 tháng trên toàn quốc nha. Nguyên bộ máy mài này tới tay các bác nhà em, quý khách hàng nhà em. Mà anh em mua cả bộ là em tặng luôn cho bác là một cái đá cắt kim cương. Quà tặng lên đến cả 100.000 nhá. Quà tặng lên đến cả 100.000 luôn các bác. Đá cắt kim cương các bác cắt sắt này, cắt gạch, cắt gỗ, cắt tôn, ở gọi là cắt tấm nhựa PVC, cắt mọi chất liệu cho em luôn. Đó, cực kỳ ngon nha, cực kỳ bén luôn. Bán đang bán lẻ là 100.000 luôn các bác ạ. Ngày hôm nay các bác mua cái bộ máy mài. Bộ máy mài pin 2 quả 15 sale cho em luôn. Tới tay các bác 1.290.000. Không nghe nhầm đâu anh em nha, 1.290.000 là anh em sở hữu ngay cho em một cái bộ máy mài như thế này luôn. Lại còn được tặng kèm thêm một đá cắt kim cương. Đó, không 1.290 bao phí vận chuyển luôn. Bình thường bác mua cái khối pin như này lẻ của nó cũng phải là 500.000 một quả. Thì 2 quả là 1 triệu, còn thân máy mài. Thân máy mài này bán rẻ rẻ nhất cũng phải tầm 5-6-700 rồi. Đó, thì nguyên ngày hôm nay combo bộ máy mài cực kỳ rẻ. Có tới tay các bác có bao nhiêu? Có 1.290 thôi, lại còn được tặng kèm thêm một đá cắt kim cương nữa. Trời ơi, phải nói là cực kỳ đã luôn các bác ạ. Và thì ngày hôm nay mới về hàng nên là có chương trình sale cho tất cả quý khách hàng, sale giữa tháng luôn các bác ạ. Và tiếp theo đây thì sẽ là một cái khối pin 15 sale các bác nhá. Trời ơi, chương trình ngày hôm nay quá đã luôn anh em ạ. Cái khối pin 15 sale này bình thường này, bình thường khối pin này là sẽ được tặng sạc 1.8. Rồi, bình thường là khối pin 15 cell 6A của Himoki mạch 4 buffer thế này, dòng sạc 80A. Về dùng máy mài, máy cắt, máy bê tông thoải mái cho em. Thì mua một pin tặng một sạc 1.8, trị giá là 160.000. Nhưng hiện tại nhà sạc 1.8 đang hết. Trời ơi, công ty làm chương trình quá đã luôn. Công ty làm chương trình mà tặng luôn cho bác là sạc 2.4. Trời ơi, chênh lệch lên đến là 60.000 luôn. Sạc 2.4A này này, sạc nhanh của Himoki nhé. Bình thường đang bán là 220.000. Ngày hôm nay này, mua một pin 15 cell 6A của Himoki, tặng một sạc nhanh Himoki 2.4A. Đó, mà giá con này chỉ có là 580.000 là em bao phí vận chuyển toàn quốc luôn. Nhận hàng thì các bác đều được kiểm tra hàng cho em trước thanh toán nhá. Mua một pin tặng một sạc, tặng sạc nhanh 220.000. Bình thường tặng có sạc 160 thôi mà ngày hôm nay tặng sạc 220 luôn mà. Cái giá chương trình này thì có không có nhiều sản phẩm, bởi vì là do hết sạc này thì công ty mới đổi chương trình sang là tặng sạc 2.4. Nhưng mà khi sạc 1.8 về lại tặng sạc 1.8. Nên là anh em nào mà đang theo dõi được cái video trực tiếp nhà em, các bác đang gọi là đang thấy chương trình mà tặng hời như thế này, có thể tham khảo một khối pin này luôn nhá. Rồi, anh em có thể xem giúp em này. Con này có báo pin, báo pin khá chuẩn cho anh em mình luôn nhá. Rồi, và con này thì các bác nhà em này, báo pin này, các bác báo pin này thì anh em biết được là pin sắp hết hay pin đang còn nhiều đúng không ạ? Mạch pin 4 MOSFET dòng xả là 80A, bản mạch cực kỳ lớn, một cell pin là 2000 thì một khối này thì sẽ là 6A cho em. Và đặc biệt luôn, con máy con quả pin này, pin 6A của Himoki vừa có thể chạy được máy Nhật, máy chính hãng và vừa có thể chạy được hàng pha ke, hàng Trung Quốc. Trời ơi, chạy được tất cả các thể loại máy chân phổ thông là anh em xài luôn cho em. Mua một pin tặng một sạc mà có 580.000 thôi là bao phí vận chuyển luôn nha. Anh em nào đang gặp tình trạng pin sập, pin hư hay là quả pin kém chất lượng thì tham khảo cho em khối pin này, dùng ép tại, dùng máy mài, máy cắt, máy bê tông, ok triển luôn cho em nhá. Rồi, các bác mà có nhu cầu con này có thể alo trực tiếp cho em, hai đầu số em để trên màn hình dùng là 0929 này 826628 hoặc 0982826628. Ngoài ra thì quý khách hàng bên em có thể đăng ký kênh hoặc bấm chuông thông báo để mà khi em lên clip chương trình sale xả sản phẩm thì các bác có thể cập nhật được luôn nhá. Và nếu mà anh em nào mà gần khu vực bên em thì các bác có thể đến trực tiếp để xem hàng, test hàng và mua hàng nhá. Và em xin chào và tất cả các bác nhá.